Từ từ đó cô ơi, từ từ đó cô. Để cho chú đại tướng sắp xếp đàng hoàng rồi đeo cái đại tướng đó. Mời cô lên sau đây ạ. Phong tục chúng tôi nói chuyện đó là mẹ để sẽ trao cho con gái, bố là trao con lỡ con rể. Nên là cái này thì kết là của mọi bố thì bố là có một chút coi là trang điểm cho các cháu sau cái này khi mà lễ sơ hôn này. Rồi chúng ngồi xuống chỗ này chậm cô. Cái này là của bà con, thì để mình đưa bà con đây. Đây là cái này. Đây là cái này. Cái này rồi chậm cô, rồi chờ chờ chú ngồi chậm cô lại hướng lên để ngồi xuống rồi đó. Rồi xong rồi tiếp theo là giới thiệu là đây là Văn Diện là bác của cháu, nhưng mà quy vào cũng có mối quan hệ không nhiều. Báo cáo với hai họ như vậy là khi cháu đi lên cầu tháp rồi thì cháu tiếp theo là xin giới thiệu là Văn Kim là bác của cháu, mà khi mới vào Thank you.
không được. Thank you.